thường xuyên Phúc có sáu muối, nhưng mà bây giờ có một mùi thôi. Mọi người đang hỏi nhưng mà đang làm nhiều video hơn, sao con có thời gian để tập thể dục. Sau đó oh, sorry guys. Okay, well we're gonna tiếp quay video bên kia thay vì đang làm hình đám cưới. Okay, không sao. Chụp đi. Mọi người hỏi lấy tên Phúc Mập ở đâu? Well, Phúc đã lấy tên Phúc Mập miền Bắc. Phúc đã đi miền Bắc đi du lịch 4 năm trước. And bạn của Phúc tiếng Anh, tên Anh là Eric. And tên tiếng Việt là Phúc Bao. And Phúc đã bay phi qua. So một phụ nữ người Bắc nói Phúc Bao hả? Phúc Bèo đây. Ok, Phúc Bèo. Nhưng mà khi Phúc về miền Nam, Phúc là Saigonese, là về miền Nam they say no, mập dễ thương hơn. Ok, Phúc Mập. Phúc bao nhiêu cân, bao nhiêu ký? Well, tùy ngày, thỉnh thoảng là 76 ký và bây giờ là 92 ký. Đã có 6 múi, bây giờ là 1 múi. Ai quan tâm, có vợ rồi, không cần 6 múi. Bao nhiêu mét hả? Phúc 1m7, nhưng mà nhiều người đã nghĩ Phúc cao quá. Cho đến khi làm video với Dustin. Dustin, what's up man? How you doing, bro? Good, how are you? Good to see you. What is this? So, you know, I love chickens and I love having them as pets. So I brought you a pet for you. His name's Yui. Yui. Yeah, Yui. He's great. He's not as good as that, but you know, I think he'll do. Mình khi làm video với Dustin, mọi người nhận ra, Phúc không cao gì đâu. Thấp quá, thấp và mập. Trời, thôi nghiệp Phúc. Sau Phúc Mập đến Việt Nam hả? Và Phúc đã làm một quán bar, làm quán bar rất vui, thay vì luôn luôn nói chuyện với khách hàng, and rất dễ, rất vui, and có thể uống bia khi đi làm. Nhưng mà sau 4 năm Phúc chán rồi, Phúc đã chán, so muốn đến Việt Nam and dạy tiếng Anh. Phúc đã gặp vợ, and khi Phúc gặp vợ, Phúc biết liền, đó là vợ của Phúc. Hên hò thôi, nhưng mà biết rồi, đó là vợ của Phúc, and vợ đang quay video bây giờ, so phải nói nó. Người hâm mộ hỏi Phúc khi nào có bé bé. Well, chưa có bé bé. Phúc nói rồi trong một video rồi, Phúc vẫn là trẻ trâu, chưa có bé bé. Phúc đã học tiếng Việt 3 năm rồi, nhưng mà luôn luôn nghỉ học tại vì bận rộn quá, làm YouTube, đi làm việc, so mỗi mùa hè không học gì đâu. Nhưng mà có một giáo viên tiếng Việt and gia đình của vợ luôn luôn tập nói tiếng Việt với Phúc. Ghét nhất ở Việt Nam hả? Well, nếu Phúc đang nói thật, ghét nhất là nhiều người không biết xếp hàng. Ở Mỹ mọi người phải xếp hàng rất quan trọng. Nếu một người ở Mỹ không xếp hàng thì hai người sẽ đánh nhau. Nhưng mà ở Việt Nam không ai quan tâm. Anh Phúc không hung hăng, không muốn đánh nhau với ai. Nhưng mà ở sân bay, ở ngân hàng, ở cà phê, mọi người just whoop, phía trước Phúc không xếp hàng gì đâu. Sau Phúc nói, oh, trời ơi, không ai biết xếp hàng. Sau đó người đó đi xếp hàng. Phúc rất thích đồ ăn ở Việt Nam, nhưng mà món ăn yêu thích của Phúc là bún bò Huế. Bún bò Huế là ngon nhất. Nhiều người nước ngoài rất thích phở, and first it's okay. Nhưng mà bún bò Huế là ngon nhất, and sau đó bánh mì thịt. Phúc rất thích là sen tô. Tất cả sen tô có nhiều các loại trái cây, and rất rẻ so sánh với Mỹ. Ở Mỹ chắc là 175 yên một ly sen tô, nhưng mà ở đây 200 thôi. Nhưng mà trái cây yêu thích của Phúc là mangkuk. Mangkuk ngon quá. And Phúc ghét nhất là sầu riêng. Nhưng tất cả mọi người xem video của sầu riêng với Dustin rồi, họ biết rồi, Phúc không thích. It's a little creamier. Good, right? This is disgusting. Why do you like that? This is really, you really don't like it. Dude, that's horrible. Không thích mùi, không thích vị, just không thích sầu riêng gì đâu. But mangkuk ngon nhất. Sở thích của Phúc hả? Well, ở đây, ở Việt Nam, Phúc rất thích chơi bí giá lỗ. Bí giá lỗ rất rẻ so sánh với Mỹ, so Phúc chơi luôn. Phúc rất thích thấp võ ở đây. Phúc đã bắt đầu thấp boxing ở đây với huấn luyện viên Chỉ Trinh ở Trigger Boxing và Saigon Sports Club. And hơn nữa, Phúc thấp jiu-jitsu. Ở đây, Phúc được nhận dây nít màu xanh ở Saigon Sports Club, huấn luyện viên Lewis Williams và Remco Pardo. Điều yêu thích của Phúc ở Việt Nam. Đang suy nghĩ. Chắc là người Việt Nam. Người Việt Nam tân tiến nhất. Phúc đi vòng châu Á rồi. Nhiều người châu Á tân tiến, nhưng mà không ai thân thiện nhiều người Việt. Ở Mỹ mọi người không muốn nói chuyện với người ta, but ở Việt Nam mọi người trên đường muốn nói chuyện với Phúc nhiều. So Phúc luôn luôn có bạn mới, and có thể đi Đà Nẵng, Hà Nội, Cam Ranh hoặc Saigon, and mọi người muốn nói chuyện với Phúc. Nói yêu thích của Phúc ở Việt Nam là phong nha các bạn. Phong nha các bạn cảnh đẹp, and có thể đi rừng, đi hàng, and just đi vòng vòng. Mọi người tân tiến, đồ ăn ngon, and just yên thân. Phúc rất thích phong nha các bạn. Phúc dùng máy Cameron hào. Phúc luôn luôn dùng hai máy camera. Đầu tiên là Canon G7X, sau đó là GoPro Hero. Phúc đã dùng GoPro Hero 3 nhưng mà bây giờ là thư nam. Nhưng mà GoPro không trả tiền quảng cáo, so mọi người ơi, không được mua GoPro thư nam. Thư nam là cùi bắp. Phúc là giáo viên tiếng Anh, nhiều người hỏi Phúc dạy ở đâu. Phúc dạy tiếng Anh ở Anh Văn Hội Việt Mỹ, VUS. Phúc rất thích dạy ở đó, tại vì sếp ở đó rất tốt bụng cho nhân viên. Công ty đó luôn luôn ủng hộ giáo viên ở đó. Phúc không muốn làm một chỗ khác, rất thích làm Anh Văn Hội Việt Mỹ. Phim yêu thích của Phúc ở Việt Nam là gì? Phúc xem nhiều phim Việt Nam, nhưng mà phim yêu thích là Hải Phương. Hải Phương rất hài. Cô ấy trong phim đó tập võ ở Saigon Sports Club. So Phúc luôn luôn ủng hộ cô ấy. Có vài người nói Phúc cao hết râu đi, nhưng mà Phúc là người đẹp trai nhất tại vì có râu này. Nếu cắt râu này, Phúc chắc là người đẹp trai thứ hai sau Dustin. Bây giờ đẹp trai hơn Dustin tại vì có râu này, sao không bảo giờ cậu râu này. Trước khi đám cưới của Phúc, bố của vợ nói cao hết luôn. Phúc said, dạ không, có lịch sử, nhưng mà vẫn nói không. Anh câu hỏi quan trọng nhất là bè đạt. Mọi người hỏi bé Đạt ở đâu? Bé Đạt không có Facebook, không có Instagram, so không ai biết. Well, đây là sự thật. Sự thật là đã là bản thân Phúc không muốn sống nữa. Mà cười ha. Bé Đạt muốn quay một video với Phúc, và sau video đó bé Đạt nổi tiếng. And bé Đạt nói không cần Phúc nữa, không muốn quay video với Phúc nữa. And đi làm một mình ở Mỹ, đi làm diễn viên. Phúc buồn hoa, mọi người nghĩ Phúc đã giết bé Đạt, vẫn không giết, không ăn gì đâu. Bé Đạt không cần Phúc nữa. Phúc khóc nhiều. Kế hoạch trong tương lai, mọi người nghĩ bé Đạt là cuối cùng, nhưng mà Phúc mới bắt đầu. Sau bé Đạt, Phúc mắc sẽ mua một tô cưng mới, chắc là một con vịt, chắc là một bé heo, ai biết, chở đi nha. Phúc Mập cảm ơn mọi người dành thời gian đặt câu hỏi cho Phúc. Nhưng mà nếu Phúc chưa trả lời hết tất cả thì viết câu hỏi nữa ở dưới, ở comment. Okay. And nếu có nhiều câu hỏi, Phúc sẽ quay video phần 2. Cảm ơn đã ủng hộ kênh YouTube của Phúc. And Phúc sẽ có nhiều video thú vị hơn trong tương lai. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng năm mới.